Tao mới về là gặp tiền không vậy? Đi vô đi. Mới về nhà cái gặp là nó đòi tiền à. Thôi mình đi luôn. Mới về nhà mà nó đòi, bây giờ mình đi luôn. Đó bụng quá trời. Đây đây đây, hai anh em mình đi mua. Ê đứng dậy, đứng dậy. Ê, trời nhém lật xe hết trơn. Rồi xuống. Thằng mực này nè. Chưa bán lên. Bán lên, đứng yên, đứng yên. Nhấc sức chú à. Leo lên rồi nó xẹp bánh xe rồi sao? Ở nhà đi, nắng nôn chết. Hôm nay thấy trái lê con thèm thêm trái lù. Ghê chưa? Này lên. Lên 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 lên. Đời thì còn gì vui hơn. Số xa chưa chưa chết chặt. Thôi gãy. Nó ngồi cái muốn gãy cái cờ vậy. Quỷ vậy đi. Ra coi. Con đưa cái này cho ông nội đi. Chúc con về lấy chở ông nội đi. An đừng đụng vô đây nè. Rồi về đâu vậy? Hả? Chở tôi đâu rồi? Bây giờ anh Trọng cỡ chẳng mấy phút đi cuộc hành trình đi mua cơm cho ông nội. Thế cuộc hành trình á? Cuộc hành trình kết nối những miền quê. Một mẹ. Kết nối những miền quê. Trọng nói sao Trọng đi mua gì anh Trọng? Đi mua cái bọc chó. Về ở trên gác được quá. Bỏ nhà anh có cây mà. Ở dưới ở trên gác tôi ngủ chợ đó. À. Đi mua thêm cây nữa hả? Tại dưới chặt quá, ba trái cây đó chặt quá, tôi lên chảnh ngủ. Cái chảnh nó giống như cái lọ bánh mì vậy đó. Thấy chưa? Ngủ đã lắm. Lâu lâu nó đổ mồ hôi đi ha, giống như mình đang vô trong công ty vậy. Sản xuất bánh mì vậy. Đêm lắm. Nó hầm đó. Cũng như là mấy người mà người ta đi xông hơi là chuyện nhỏ, này còn hơn xông hơi nữa. Nó nóng mồ hôi nữa. Bởi vì trên xe mà ra mà khi tôi cũng muốn gắn máy lạnh nữa đó mà thấy gió thôi gió đấy cái nè chỗ đó cô nó quán quạt kìa có không đây nè đây cô nè cô ơi à, ấy, anh hả trời anh kêu lộn cô ra lấy cho em cái cây quạt gió cây nhiêu anh cây quạt có tên vừa vừa đó được rồi cây nào mà quạt mà không mát á anh ơi mẹ cái này nè cây này vừa nó có hai loại loại không. Đó hoặc là loại sinh cây nhỏ nhỏ được anh ơi nhỏ được cây này là cây không được cây chung á cây nhỏ này quạt đâu mát nó nhỏ được rồi cây gì chung nó là được rồi cái cây này quạt có mát cây gì đâu nhiều anh. Rồi. Nghe không gõ luôn 200, 220, 250 200 có nào được 199 ngàn không luôn. Bớt 199 ngàn còn mua cái nào có bớt không anh lấy cái nào cái nhỏ nè cái nhỏ lấy 199 nè thôi mà nói xong nó xét xét gì đó nó xét xét số 9 nè nó không sụp xuống số 8 rồi rồi chị lấy em cây đi mua vậy nữa muốn heo chi vậy có tiền bỏ không heo chưa con có tiền không con bỏ không heo đâu nó mới bỏ 10 ngàn chút nó móc ra cũng như không mua con heo mua con heo về bỏ vô 10 ngàn chút đập heo lấy 10 ngàn nữa đập ra lấy 10 ngàn nữa rồi mà biết chuyện nào nghe mập nghe mập nghe mập con để tết mua gì hả chút con đi móc cái cấy này nè con à, nó bị bít á cho nên nó đây nó bỏ 2 tháng luôn có gì có cái nào 6 tháng của anh nữa chứ gì anh sáng tháo luôn dạ ấy chưa có là bước chân rồi à, anh kẹp trong nách anh giùm bây giờ cảm ơn nha đây à, trồng súng này đi chơi sống quẹt tới cái cây bự cái cây dừa 220 là cây đó mát hơn á nó mát thì không phải lên trên đó đó nó nhỏ nhỏ được rồi tại chặt cứng à cái cây này nó nhỏ xíu à đi đi được rồi về luôn hả quạt gì được rồi mát mát thì được rồi dòng, chỗ lò bánh mì mà mình đựng quạt nhiều quá nó mất cái độ nóng quá đó trọng với chị Trung Quốc cái lò bánh mì á rồi mình quạt tè 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 với hoài vậy lâu lâu cái nó mất độ nóng của nó là chết mát quá nó không còn lò bánh mì nữa nó sạc xuống qua cái bên sấy khô nó còn dữ nữa
Dòng vậy à, vậy à, anh chặt đồ anh khỏi cần cần à, đi bơi phải không? Nó còn hơn mấy sấy để lên sấy luôn. Mít mít anh để lên coi chừng nó chín luôn. Bỏ chuối tôi để mà nó hầm mà nó chín luôn mà. Ờ mua mẹ chuối để lên mà. Tôi nhớ để lên, nó chưa chín sống nhăn à. Ừ. Tôi để nó chế độ hầm đó. Nó chuyển qua cái chế độ sấy. Nó chơi như máy sấy vậy đó. Rồi nó cầm thiết mà nó nóng á. Chế nó chuyển qua chế độ sấy. Chín luôn. Cái măng cục này lát mà có cái chai xịt đó mình ơ đó 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 đây, đây. Ở đây luôn hả? Măng cục xịt sơn, măng cục bụng xịt sơn, xịt thịt luôn. Ê, cái măng cục đừng xịt chôm chôm thôi, măng cục xịt cái bỏ luôn. Cái gì vậy? Cái gì đi vô đây vậy? Ông bác bữa nay đầu tư cái bình để mà xịt xưa xịt cho nó trái cây nó tươi nè. Bữa giờ kêu mua cái này nè, bữa nay ổng mới mua đó. Đâu bắt xịt lên cái cho đẹp đây. Vô cái mẹ đó mưa nha. Bóp đi, không, bóp hơi, bơm hơi. À, bơm này nè, đây nè. Chỉ là chưa bơm. Đó. Rồi đâu xịt thử coi. Trời 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 giò mặt mặt nó đi coi kìa. Xe không nữa con. Đi tự do luôn nó đạp đất luôn á, nó đi về hướng thằng kia rồi luôn á. Ui. Hả? Để bán cái giò mặt giờ cái giò ổ rồi kìa. Cái này ông bác tưới thường nha cho nó tươi nha. Ừ. Tưới là không có tắt luôn người ta. Thấy người ta tắt luôn á. Mát quá. Được trên đó được, đừng có vô mà bon bon thôi à. Còn nắng quá trời kìa. Nắng nó chá ghê luôn đấy. Được rồi. Được rồi gì? Nắng kìa. Đi đi đi. Đại cha, xin quý khách vui lòng rồi lại tặng quà. Anh ném mày vô. Đâm điện đi để quạt chưa cho mát. Ở đây đâu có điện. Cha cha kêu con Tú Linh em đem vô trọng, em cứ đem cho cha con. Đem này nè. Qua lộ coi chừng xe. Nè đem cơm, kêu, đem kêu. Cơm xuống cho lại đi. Đâu đâu vậy? Đi. Con xuống đi con. Đi xuống đi, xuống đi. Phải ở về ra ngoài ông nội xuống đút cơm cho con ăn nha. Con đi con chuyện. Cho đi giao đồ đó. Cho đi giao đồ. Cho tà đó, cho đâu có đi chơi đâu con. Cô, xuống đi cho 10 ngàn bón heo. Mấy chú mới là không có cho con đi theo hiểu không? Vô anh nè. Con. Dài quá. Kìa ông nội cho tiền kìa. Ngại tiền không vậy mày. Ê ê ê ê. Xe kìa. À, nãy giờ cha nãy giờ cho bán được không? Cái gì mày? Hả? Sao bán vậy? Hả? Đòi tiền. Lấy cái dù kìa, lên. Hư hết rồi. Tính dù bị bắp sấy. Cái dù đâu? Con không nổi số tiền. Đi vô đây con, đi vô đây con, đi vô đây. Lấy nè, cho con nè. Dạ. Nè. Vô đây. Rồi đây nè. Để mở cho 10 ngàn nè. Sao không lóc cái dù lên trọng? Đi vô cho. Rồi cha lấy cái dù lẹ đi cha. Hư trái cây hết rồi. Chôm chôm kìa, tưới nước. Đúng rồi, đúng rồi, tưới lên vậy cho nó mát. Kéo chơi rồi.
Cái này ông bác phải tưới thường xuyên ông bác ơi. Đừng mà đừng tưới lên đây nha. Nó thâm đen luôn á. Xích ga, xích ga không? Nó bay được quá rồi. Xích ga cái đi. Đó, bé Tu Linh múc nước ra đang tưới trái cây. Tưới rồi băng cục tưới không ta? Không băng cục tưới chi? Vậy đó hả? Cái chôm chôm thôi. Vậy hả? Không bón. Không. Cái bồn bon tưới vô là nó thâm. Không luôn. Để đợi đi. Cái băng cục này lát mà có cái chai xịt đó. Mình ơ đó ra rồi. Đây đây. Ở đây luôn hả? Băng cục xịt không? Băng cục bột xịt không? Xịt xịt luôn. Ê, măng cục đừng xịt. Chôm chôm thôi. Măng cục xịt cái bỏ luôn. Cái gì? Cái gì vậy? Đi vô nhà. Ông bác của này đầu tư cái bình. Để mà xịt xưa, xịt cho nó trái cây nó tươi nè. Bữa giờ kêu mua cái này nè, bữa nay ổng mới mua đó. Đợi tí tí đi đủ đi luôn điện hết trơn. Đâu bác xịt lên cái cho đẹp nè. Vô cái mẹ đâu mời nha. Bóp lên, không, bóp hơi, bơm hơi. À, bơm này nè, đây nè, đây nè. Biết rồi, chưa bơm. Đó. Nó nói. Rồi đâu xịt thử coi. Cha dòm mặt, mặt nó đi không coi kìa. Nè không nữa con. Đi tự do luôn á, lạc chết luôn á, nó đi về hướng thằng kia rồi luôn á. Ui. Cái này ông bác tưới thường nha, cho nó tươi nha. Ừ. Tưới là không có tắt luôn người ta. Thấy rồi đi tắt luôn à. Mát quá. Được cho nó được, đừng có vô bon bon thôi à. Còn nắng quá trời kìa. Nắng nó cháy ghê luôn đấy. Được rồi. Được rồi gì? Nắng kìa. Đi đi đi.